Trời ơi, cắn cắn. Đúng là... Sao lại đi vòng tròn để chóng mặt rồi. Đúng là cái con, cái dòng Mexico mà cái đàn này thần kinh nó căng cực kỳ luôn mọi người ạ. Đây, nó giật này. Xoay xoay tròn. Nó vừa giật, vừa cắn, vừa kêu luôn. Rất là bóng mượt nha mọi người nhá. Giá lại cực kỳ rẻ cho anh nuôi trong trang trại luôn, nuôi phong thủy. Hợp mệnh mà mình chỉ nuôi được màu đen ấy, con này nó không tì vết luôn. Thanh lý cho mọi người giá rẻ luôn. Cho bé về nhà mới nhanh, bởi vì còn duy nhất một con này, anh ở trong miền Nam anh ấy cọc mà. Anh ấy đi công tác suốt, anh ấy chưa về để nhận được ấy. Chứ không có một bất kỳ tật lỗi gì nha mọi người. Đấy là em ấy đảm bảo với mình luôn. Con nào em thanh lý là bị tật lỗi gì là em sẽ đều nói hết nhé. Con này thì là không có bất kỳ một tật lỗi gì. À, trời ơi, nhảy vồ lên mình. Con này thì phải nói là nó nhạy bén cực kỳ luôn. Nhanh hơn là phát bỉ. Tốc độ xử lý nhanh lắm. Trời ơi, từ lúc nãy ở trong chuồng cũng thế. Quay đấy. Chóng mặt chưa? Bé này thì giá rẻ cho mọi người luôn nhá. Xin chào mọi người.